Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình livestream của hệ thống Bệnh viện mắt Hitech vào lúc 15 giờ chiều thứ 6 hàng tuần. Kính thưa quý vị và các bạn, Tết Nhâm Dần đang đến rất là gần rồi và chúng ta cho dù là bận rộn chuẩn bị cho công việc cuối năm hay là bận cho Tết Nguyên Đán thì quý vị và các bạn hãy đừng quên theo dõi livestream của chúng tôi vào thứ 6 hàng tuần để có thể có thêm thật nhiều kiến thức hay và hữu ích về chăm sóc mắt để có thể bảo vệ đôi mắt sáng khỏe cho chính bản thân chúng ta và cho người thân nữa. Và hôm nay chúng tôi sẽ mang đến một chủ đề rất là cấp thiết trong tình hình dịch bệnh hiện nay, thì cái việc học online là việc diễn ra rất là phổ biến. Và chúng tôi sẽ mang đến một chủ đề là quản lý tật khúc xạ và kiểm soát tiến triển cận thị để có thể cung cấp cho quý vị và các bạn thật nhiều thông tin về việc kiểm soát cận thị. Và đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là cử nhân khúc xạ nhãn khoa Nguyễn Thị Huyền, sẽ là người giải đáp cho những thắc mắc mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi xoay quanh chủ đề này. Xin chào chị Huyền. Xin chào MC Thu Thủy, tôi tên là Nguyễn Thị Huyền, hiện tại tôi đang công tác tại khoa mắt Bệnh viện mắt Kỹ thuật cao Hà Nội. Thì ngày hôm nay rất hân hạnh được tham gia buổi livestream ngày hôm nay để cùng giải đáp những cái thắc mắc và hy vọng là mang đến rất là nhiều kiến thức bổ ích cho các quý vị. Dạ vâng, và như thường lệ thì chúng ta sẽ có rất nhiều suất quà tặng trị giá 300.000 đồng dành cho các quý vị khán giả tham gia tương tác cùng với chúng tôi ngay tại livestream này. Vậy quý vị hãy nhanh chóng comment với cú pháp họ và tên kèm với số điện thoại để có thể nhận được những phần quà giá trị này. Và để mở đầu cho chương trình thì chúng ta hãy cùng theo dõi một video ngắn sau đây để có thể hiểu rõ hơn về tật khúc xạ và các loại tật khúc xạ hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn. Tật khúc xạ bao gồm cận thị, viễn thị và loạn thị. Với mắt bình thường là mắt chính thị, các tia sáng từ vô cực chạy tới mắt qua các môi trường trong suốt rồi hội tụ trên võng mạc khiến ta nhìn rõ vật. Với những mắt mắc các tật khúc xạ như cận, viễn, loạn là do hệ thống quang học không bình thường nên các tia sáng không được hội tụ đúng trên võng mạc mà hội tụ ở trước võng mạc như cận thị, hoặc là sau võng mạc như viễn thị, hoặc là hội tụ ở các điểm khác nhau trên võng mạc như loạn thị khiến hình ảnh mờ nhòe không rõ nét. Đặc biệt với cận thị, công suất cận thị thường có xu hướng tăng dần, tăng nhanh nhất ở lứa tuổi thiếu niên. Cận thị càng xuất hiện sớm ở trẻ nhỏ thì mức độ tiến triển càng nhanh, làm tăng tỷ lệ cận thị nặng, tăng nguy cơ mắc các biến chứng như thoái hóa võng mạc, bong võng mạc. Các phương pháp kiểm soát cận thị bao gồm: thứ nhất, đó là có thể dùng thuốc atropine nồng độ thấp. Có rất là nhiều nghiên cứu về tác dụng của atropine nồng độ thấp với khả năng hạn chế tăng độ cận, cho thấy kết quả rất tốt trên trẻ. Trong nghiên cứu LAM được thực hiện trên 438 trẻ từ 4 đến 12 tuổi cho thấy khả năng kiểm soát tiến triển cận thị lên đến 67%. Kính tiếp xúc cứng trình hình giác mạc ban đêm AutoKey có tác dụng làm phẳng giác mạc tạm thời cho thị lực nhìn rõ vào ban ngày mà không cần đeo kính gọng, và hơn nữa làm hạn chế tăng độ cận do làm chậm phát triển chiều dài của trục nhãn cầu. Thứ ba, kính tiếp xúc mềm hay kính gọng hai tròng hoặc đa tròng có thể điều chỉnh ảnh viễn thị vùng võng mạc chu biên, làm giảm ảnh nhòe ở vùng ngoại vi, dẫn đến giảm kích thích dài da của trục nhãn cầu, làm hạn chế tiến triển tăng độ cận. Thứ tư, chúng ta cần cải thiện môi trường nhìn. Tiến triển cận thị phụ thuộc vào các hoạt động ngoài trời và hoạt động nhìn gần. Theo nghiên cứu thì người ta thấy rằng nhóm trẻ có thời gian hoạt động ngoài trời ít và thời gian nhìn gần nhiều có mức độ tiến triển cận thị cao gấp 2 đến 3 lần so với nhóm trẻ có thời gian hoạt động ngoài trời nhiều và thời gian nhìn gần ít. Dạ vâng, qua video vừa rồi chúng tôi hy vọng mà đã cung cấp cho quý vị một số thông tin về tật khúc xạ và một số phương pháp kiểm soát tiến triển cận thị phổ biến hiện nay. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên gửi về cho chị Huyền. Đó là: thưa bác sĩ, con tôi cứ mỗi năm đi khám đều tăng khoảng 2 đến 3 độ cận. Vậy bác sĩ có thể cho tôi lời khuyên để độ cận của cháu không tăng lên được hay không ạ? Xin mời chị Huyền. Với độ cận 2 đến 3 dioc mỗi năm là một con số tôi nghĩ là khá là cao và đáng báo động. Tại vì hiện tại một cái hiện trạng tình hình dịch Covid hiện nay thì cái việc học online, học Zoom rất là nhiều. Thế nên là với cái độ cận 2 đến 3 dioc thì chúng ta cần phải xem lại cái môi trường học tập, cái ánh sáng và cũng như là cái sinh hoạt, chế độ sinh hoạt của trẻ
để cần phải để cho mắt trẻ nghỉ ngơi. Và hơn nữa, với cái việc mà tăng số quá nhiều như vậy thì chúng ta cần phải can thiệp những cái phương pháp để hạn chế tiến triển cận thị. Và tôi nghĩ là OtoK là một cái giải pháp tốt nhất cho trẻ. Tuy nhiên thì để mà đeo kính OtoK thì chúng ta cần phải khám để xem trẻ có đủ những cái điều kiện để sử dụng phương pháp OtoK này hay không. Và hơn nữa, nếu trong trường hợp mà trẻ tăng độ quá nhiều, chúng ta có thể kết hợp sử dụng mitropin, nhỏ thuốc mitropin để có thể hạn chế cái việc tăng số quá nhiều của trẻ như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Huyền. Vậy thì qua câu trả lời của chị Huyền, chúng ta có thể thấy rằng có một số phương pháp để kiểm soát tiến triển cận thị cho con, như chị Huyền có nhắc tới, đó là kính áp tròng ban đêm hoặc là sử dụng thuốc. Vậy thì hy vọng mà qua câu trả lời vừa rồi thì khán giả của chúng ta đã có thêm những cái phương pháp và có thể đưa con đến khám sớm tại các chuyên khoa mắt để có thể tìm được phương pháp phù hợp giúp con kiểm soát tiến triển cận thị. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo gửi về cho fanpage của hệ thống bệnh viện mắt HiTech. Đó là câu hỏi đến từ khán giả Thành Đạt. Đó là: thưa bác sĩ cho em hỏi, năm nay em 19 tuổi, dạo gần đây thì mắt em có hiện tượng nhìn lúc mờ lúc rõ và mờ nhiều về chiều tối. Vậy bác sĩ cho em hỏi tình trạng mắt như vậy là bị làm sao ạ? Xin mời chị Huyền. Với tình trạng mờ lúc rõ thì chúng ta cần phải xác định xem là mờ nhiều ở xa hay mờ ở gần. Và bạn cần phải đi khám để xem là xác định loại tật khúc xạ là gì, có bị mắc tật khúc xạ hay không. Và thường thì với những cái hiện tượng mà lúc mờ lúc rõ thì thường đó là một cái hiện tượng của một cái triệu chứng của cận thị giả. Nên là chúng ta cần phải xem, phải đi khám để xác định xem có chính xác là mắc tật khúc xạ hay không, hay chỉ là do chúng ta khi mà chúng ta làm việc học tập quá nhiều, không để cho mắt nghỉ ngơi, mắt quá mỏi thì dẫn đến cái hiện tượng là mỏi điều tiết. Do đó thì khi mà học tập và làm việc quá lâu thì chúng ta cần phải để cho đôi mắt của chúng ta được nghỉ ngơi. Hãy áp dụng quy tắc 20-20-20, tức là cứ 20 phút làm việc thì hãy để đôi mắt nghỉ ngơi 20 giây và nhìn ra xa 20 feet, tương ứng với 6 mét, để cho đôi mắt được nghỉ ngơi sau một cái khoảng thời gian mà làm việc máy tính quá căng thẳng. Tôi nghĩ là với cái độ tuổi 19 thì là một cái độ tuổi đang học tập và đang học tập khá là nhiều, là cái thời điểm cuối cấp, nên chúng ta hãy để đôi mắt nghỉ ngơi. Tại vì là đến cái buổi chiều tối thì thường là cái mắt rất là mỏi, thế nên là cái việc nhìn mờ sẽ diễn ra. Thì chúng ta hãy đi khám để xem là mắt mình có bị mắc các tật khúc xạ hay không để có thể can thiệp sớm nhất. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Huyền. Vậy thì qua chia sẻ của chị Huyền, chúng ta có thể thấy rằng hiện tượng của khán giả Thành Đạt là khi mà nhìn lúc rõ lúc mờ thì chúng ta cần tới khám tại các phòng khám chuyên khoa mắt để có thể loại trừ hiện tượng cận thị giả, đúng không ạ? Vậy thì hy vọng là khán giả Thành Đạt đã tìm được phương pháp hợp lý để có thể tới khám sớm để loại trừ hiện tượng này. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo gửi từ khán giả Phạm Duy. Đó là: em được biết đến loại kính chống ánh sáng xanh, kính này có tác dụng chữa cận thị đúng hay không ạ? Và để giải đáp cho câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Thưa khán giả Phạm Duy, đó là hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều loại kính gọng, và kính gọng thì bên cạnh việc là giúp chúng ta nhìn rõ hơn bằng cách là điều chỉnh các tật khúc xạ như là cận thị, viễn thị, loạn thị hay là lão thị, thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại kính với nhiều cái tính năng ưu việt khác, ví dụ như là kính chống ánh sáng xanh như khán giả Phạm Duy có hỏi ở đây, hay là các loại kính có các cái lớp phủ chống lóa dành cho những cái bệnh, những cái đối tượng mà người ta cần lái xe nhiều vào buổi tối chẳng hạn. Và mỗi loại kính này thì sẽ có một cái đặc điểm ưu việt phù hợp với từng nhu cầu của bệnh nhân. Vậy thì để trả lời câu hỏi về kính ánh sáng xanh thì chúng ta cần hiểu ánh sáng xanh là gì. Vậy thì ánh sáng xanh là những ánh sáng có hại đến từ chủ yếu từ các cái thiết bị điện tử, ví dụ như là màn hình điện thoại, máy tính, laptop hay là TV. Thì những cái tia sáng này nó sẽ có hại cho mắt của chúng ta, nó có thể làm tăng cái nguy cơ thoái hóa các cái tế bào võng mạc của chúng ta. Và việc hạn chế sự tiếp xúc của mắt với những cái tia sáng này là rất cần thiết, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay thì việc sử dụng các thiết bị điện tử là một cái nhu cầu rất là cấp thiết. Chính vì vậy chúng ta cần có những cái phương pháp để hạn chế những cái sự tiếp xúc của mắt với những ánh sáng này. Và như khán giả Phạm Duy có hỏi rằng là loại kính này thì có tác dụng chữa cận thị hay không, thì thưa quý vị, là như tôi vừa chia sẻ thì kính chống ánh sáng xanh nó sẽ có tác dụng là hạn chế sự tiếp xúc của mắt với những tia sáng này. Còn để tác dụng hạn chế tiến triển cận thị thì chúng ta cần sử dụng những cái phương pháp như là chị Huyền vừa mới chia sẻ, ví dụ như là đeo kính áp tròng ban đêm OtoK, hay là nhỏ thuốc, ví dụ như là atropine nồng độ thấp, hoặc là chúng ta có thêm những cái biện pháp để hạn chế như là chúng ta tăng thời gian ngoài trời, hạn chế các thiết bị điện tử. Vâng, và tôi hy vọng là câu trả lời vừa rồi đã có thể giải đáp được thắc mắc của khán giả Phạm Duy về kính chống ánh sáng xanh.
Ngoài ra thì tôi cũng xin bổ sung thêm câu trả lời của Thủy. Đó chính là với cái việc mà sử dụng các thiết bị điện tử quá lâu, trong thời gian quá dài thì cũng có thêm một cái hội chứng, đó là hội chứng thị giác màn hình. Đây là một cái hội chứng khiến khi mắt làm việc với máy tính quá lâu thì dẫn đến là cái đôi mắt rất là mệt mỏi, có thể là gây nên mỏi mắt, thiếu ngủ, khô mắt và rối loạn giấc ngủ. Đây là một cái hội chứng mà tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta cần phải hạn chế tham gia những cái hoạt động ngoài trời nhiều hơn và hạn chế cho tiếp xúc những cái việc nhìn gần để cho đôi mắt có thể được nghỉ ngơi. Và cái việc mà sử dụng kính chống ánh nắng xanh ấy, là sử dụng kính lọc ánh nắng xanh là một cái ưu điểm để chúng ta khi mà sử dụng để lọc những cái ánh sáng có hại cho đôi mắt, để hạn chế cái việc có những cái biến chứng ví dụ về đáy mắt như là thoái hóa bằng điểm tuổi già, khô mắt hay là mỏi mắt. Vâng, xin cảm ơn chị Huyền về những chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi. Và tiếp theo chúng tôi sẽ gửi đến chị Huyền câu hỏi của khán giả Phương Thảo đã gửi về cho chương trình, đó là em năm nay học lớp 12, cận là cả hai mắt 2 diop. Em đang phân vân giữa việc mổ và dùng kính mà áp tròng đêm OrthoCay. Vậy bác sĩ có thể cho em lời khuyên được hay không ạ? Xin mời chị Huyền. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì với câu hỏi này chúng ta phải phân tích ra, đầu tiên là cái độ tuổi của bạn là bao nhiêu. Với cái độ tuổi cuối cấp là lớp 12 thì đây là một cái thời điểm mà chúng ta đang học tập rất là nhiều và có thể là chúng ta vẫn đang trong quá trình tăng số. Bởi vì với phẫu thuật thì cũng có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Với phẫu thuật thì chúng ta cần phải có đầy đủ những cái điều kiện, đó là thứ nhất, độ cận phải ổn định ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm thì chúng ta phải đảm bảo cái điều đó. Thứ hai là độ dày giác mạc phải đủ điều kiện để phẫu thuật. Đó thì ngoài ra sức khỏe giác mạc, sức khỏe về mắt, chúng ta cần phải khám tổng quát, khám chuyên sâu về mổ LASIK để chúng ta có thể xem là chúng ta có đủ điều kiện để phẫu thuật hay không. Tuy nhiên trước tiên thì với cái độ tuổi của bạn ấy thì mình phải xem là cái việc độ cận có ổn định từ 6 tháng đến 1 năm hay không. Cái đó chúng ta cần phải đi khám, đi kiểm tra và theo dõi để xác định cái độ cận. Tại vì nếu mà trong trường hợp ấy chúng ta phẫu thuật sau đó mà cái độ cận nó vẫn tiến triển, nó vẫn phải đeo kính lại thì đấy là một cái điều đáng tiếc. Với OrthoCay thì cũng có những ưu và nhược điểm. OrthoCay khi mà sử dụng thì chúng ta chỉ đeo kính vào ban đêm thôi, vào ban đêm trước khi đi ngủ và ban ngày khi mà kính chỉnh hình giác mạc thì mắt sẽ nhìn rõ mà không cần đeo kính gọng. Hơn nữa thì cũng là một cái phương pháp để hạn chế cái tiến triển tăng số. Thì trước khi mà chúng ta nghĩ đến cái phương pháp phẫu thuật thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp OrthoCay trước để thứ nhất là để cho cái độ cận nó không tăng lên, hạn chế cái việc là cận thị cao gây nên những cái biến chứng của cận thị nặng, để có thể là sau này khi mà khoảng 2-3 năm nữa hoặc là khi mà em học đại học xong thì chúng ta có thể nghĩ đến cái phương pháp phẫu thuật nếu mà em muốn tháo kính gọng mà không cần đeo kính gọng. Tuy nhiên OrthoCay thì ban đêm chúng ta hàng ngày chúng ta cần phải đeo thì nó hơi bất tiện một chút, nhưng mà chị nghĩ là cái phương pháp này sẽ là rất là tốt đối với cái thời điểm này của em. Xin cảm ơn chị Huyền. Chị Huyền đã chia sẻ cho chúng ta rất là cụ thể về những ưu và nhược điểm riêng của phương pháp mổ cũng như là sử dụng kính OrthoCay. Vậy chúng ta có thể thấy rằng để đáp ứng được mổ như chị Huyền có chia sẻ thì chúng ta cần phải đáp ứng được một số điều kiện, ví dụ như là thứ nhất là về độ tuổi là đủ 18 tuổi đúng không ạ? Và độ cận của bệnh nhân thì phải ổn định trong vòng 6 đến 12 tháng và cũng như là bệnh nhân cần được khám chuyên sâu để đánh giá được chính xác độ tật khúc xạ và độ dày giác mạc để xem là có phù hợp để mổ hay không. Và chúng tôi cũng đã có một livestream trước đây chia sẻ rất là chi tiết về các phương pháp mổ LASIK hiện nay tại hệ thống bệnh viện mắt Hitech. Nếu như quý vị quan tâm thì có thể xem lại video của chúng tôi trước đây về các phương pháp mổ LASIK. Và vâng, xin cảm ơn chị Huyền và chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo gửi về cho chương trình của chúng tôi. Đây là một câu hỏi đến từ khán giả Phan Lê, đó là con tôi năm nay 4 tuổi, viễn loạn thị bẩm sinh. Tôi có xem tham khảo về phương pháp kính OrthoCay rất hay. Vậy có thể cho tôi biết rằng con nhà tôi có dùng được phương pháp này hay không ạ? Xin mời chị Huyền. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Với độ tuổi là 4 tuổi thì và với cái tật khúc xạ sơ bộ đó là viễn loạn thị bẩm sinh đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải xem thứ nhất, đấy là quan trọng nhất ở cái thời điểm này, đó chính là cái thị lực của trẻ.
chúng ta cần phải đi khám và chỉnh quang cho trẻ tốt nhất để đôi mắt của trẻ có thị lực tốt nhất, tránh trường hợp là những cái bạn viễn loạn thị bẩm sinh thì thường hay xảy ra một cái hiện tượng, đó là một cái bệnh lý, đó là bị nhược thị. Đó thì chúng ta phải tránh cái trường hợp đấy. Thứ nhất là chúng ta phải chỉnh quang tốt nhất cho trẻ đã. Thứ hai là cần phải cho trẻ đi khám định kỳ để theo dõi được cái thị lực. Nếu mà trong trường hợp mà thị lực của trẻ giảm, không đạt thị lực tối đa, chúng ta phải có những cái bài tập hoặc là can thiệp, những cái can thiệp khác để giúp tăng cái thị lực cho trẻ trước. Còn otocay thì là một cái biện pháp hạn chế tiến triển tăng số cận thị. Cho nên viễn loạn thị thì chúng ta chưa có nghĩ đến trong cái giai đoạn này. Giai đoạn này là một cái giai đoạn khá là nhạy cảm để chúng ta, cái đôi mắt của trẻ đang trong quá trình chính thị. Tuy nhiên thì trẻ đang mắc cái tật khúc xạ, đó là viễn loạn thị, thì chúng ta phải cần tránh cái trường hợp mà trẻ bị nhược thị trước đã, chỉnh quang tốt nhất cho trẻ và đi khám định kỳ, đấy là cái điều cần thiết cho trẻ. Vâng, xin cảm ơn chị Huyền. Vậy thì qua chia sẻ của chị Huyền, chúng ta có thể thấy rằng với tình trạng viễn loạn thị trên một bệnh nhân 4 tuổi như này, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải theo dõi, tái khám định kỳ và chỉnh kính gọng tốt nhất cho trẻ để có thể tránh tình trạng nhược thị như chị Huyền chia sẻ. Và đến khi mà trẻ có thể trẻ xuất hiện tình trạng cận thị sau này, đúng không ạ? Thì lúc đấy chúng ta có thể sẽ cần cân nhắc đến những phương pháp kiểm soát tiến triển cận thị như chúng tôi vừa chia sẻ ở trên. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo gửi về cho fanpage của hệ thống bệnh viện mắt HiTech. Đó là câu hỏi đến từ khán giả Minh Tú, có hỏi rằng chào chương trình, em bị cận thị nặng và em muốn con em không di truyền cận thị của em, cho nên là em cho con ăn rất nhiều thực phẩm có vitamin A và uống dầu cá. Vậy cho em hỏi như vậy thì con em có bị cận nặng di truyền từ em hay không ạ? Xin cảm ơn chương trình. Tôi xin phép trả lời, xin cảm ơn bạn Minh Tú, và tôi xin phép trả lời câu hỏi của bạn Minh Tú như sau. Đó là theo nghiên cứu thì tình trạng cận thị có yếu tố di truyền. Chính vì vậy là trong trường hợp của bạn là bạn đã cận thị nặng rồi thì con của bạn vẫn có nguy cơ là mắc cận thị. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể có những phương pháp ngay từ đầu để chúng ta có thể hạn chế cái việc con bạn tiến triển cận thị. Đó là bên cạnh việc bạn bổ sung các thực phẩm rất là tốt như bạn đã chia sẻ ở đây, đó là ăn những cái loại rau xanh này, rau chân vịt hay là bí đỏ hay đậu Hà Lan để có thể bổ sung các cái vitamin chống oxy hóa như là vitamin C, vitamin E hoặc là các cái chất như là lutein có tốt cho đáy mắt của con bạn, thì chúng ta vẫn cần bổ sung bằng những cái phương pháp như là chúng ta tăng cái thời gian hoạt động cho trẻ ở ngoài trời, cố gắng hạn chế tối đa việc sử dụng các cái thiết bị điện tử nhìn gần như là máy tính, điện thoại. Rằng hiện nay khi mà ngoài cái giờ các con học online thì chúng ta nên cố gắng cho trẻ chơi ở ngoài trời thật là nhiều và cố gắng hạn chế những cái hoạt động khác, vì chúng ta đã phải dành rất là nhiều thời gian cho việc học online rồi, đúng không ạ? Rồi, chính xác. Và theo nghiên cứu thì người ta cũng thấy là trẻ, những cái trẻ mà tiếp xúc với những cái thiết bị điện tử, tiếp xúc nhìn gần nhiều và tham gia những cái hoạt động ngoài trời ít thì cái tỷ lệ mà mắc các tật khúc xạ và tiến triển cận thị thì gấp 2 cho đến 3 lần so với những trẻ mà hoạt động ngoài trời nhiều và tiếp xúc nhìn gần ít. Cho nên là hãy để đôi mắt nghỉ ngơi và hạn chế tiếp xúc với những cái thiết bị điện tử quá lâu, quá nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Huyền. Chúng tôi xin gửi đến quý vị câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Trần Hoàng. Khán giả Trần Hoàng có hỏi rằng là thưa chương trình, mắt em thường xuyên bị nhức mỏi và nhìn chữ thì bị mờ, và mỗi lần xem máy tính thì rất là mỏi mắt. Em đã đi đo kính ở quầy kính và được kê một đơn kính cận 1 độ. Tuy nhiên khi em đeo kính thì gặp tình trạng là sau khi đeo kính được 30 phút thì mắt cảm thấy rất là nhức mỏi và chỉ muốn tháo kính ra. Sau đó thì em thường xuyên cảm thấy là lúc nhìn rõ, lúc nhìn mờ. Vậy chương trình có thể cho em hỏi tình trạng này là làm sao và em có cần phải đi đo lại số kính hay không ạ? Xin mời chị Huyền cùng giải đáp câu hỏi này cho khán giả Trần Hoàng. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn Trần Hoàng. Đầu tiên tôi nghĩ là bạn nên làm đó là đến một cái cơ sở uy tín, bệnh viện uy tín để chúng ta có thể kiểm tra lại chính xác cái thứ nhất là loại tật khúc xạ, thứ hai là độ khúc xạ là bao nhiêu, công suất khúc xạ là bao nhiêu. Bởi vì đo, nếu mà trong trường hợp mà lần đầu tiên chúng ta chưa đeo kính bao giờ, chúng ta thường sẽ phải nhỏ những cái loại thuốc liệt điều tiết để chúng ta xác định chính xác cái độ khúc xạ, để tránh những cái trường hợp mà chúng ta điều tiết gây ra những cái tình trạng như là cận thị giả hoặc là đeo sai loại tật khúc xạ, ví dụ như là viễn thị nhưng mà lại đeo là cận thị chẳng hạn. Thì chúng ta cần phải sử dụng những cái loại thuốc thì cần phải đến những cái địa chỉ uy tín để kiểm tra. Bởi vì nếu mà trong những cái trường hợp mà chúng ta đeo quá số thì khi mà làm việc ở máy tính quá lâu, mắt sẽ rất là nhức mỏi. Và cái việc mà để mắt mỏi quá lâu thì sẽ là một cái nguyên nhân gây nên cái hiện tượng mà tăng số rất là nhanh.
Vâng, và tình trạng là đeo sai số kính như chị Huyền vừa chia sẻ, ví dụ như là bệnh nhân viễn thị thì lại đeo kính cận thị đúng không ạ? Hoặc là đeo kính cận thị quá số nhiều so với số cận chính xác của bệnh nhân thì gặp rất là nhiều đúng không ạ? Và để khẳng định được những cái tình trạng cận thị giả này thì chúng ta chỉ bằng cách là chúng ta đến khám tại các phòng khám hoặc là các bệnh viện chuyên khoa mắt để chúng ta có những cái loại thuốc đặc trị để chúng ta có thể nhỏ cho bệnh nhân, ví dụ như là thuốc nhỏ liệt điều tiết để chúng ta biết rõ chính xác là bệnh nhân có cận thị hay không và số cận chính xác là bao nhiêu để tránh cái tình trạng đeo kính sai số. Và rất có thể là khán giả Trần Hoàng đây đang gặp phải, vì hy vọng là khán giả Trần Hoàng đã có thể tìm ra được cái phương pháp phù hợp để có thể giải quyết tình trạng của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo từ khán giả Lê Phương. Khán giả Lê Phương có hỏi rằng là: thưa chương trình, em hiện nay cháu nhà em 5 tuổi và khi cháu xem TV thì em thấy là có hiện tượng nháy mắt rất là nhiều. Vậy chương trình cho em hỏi là cháu nhà em bị làm sao và có cần phải đi khám hay không ạ? Xin mời chị Huyền cùng giải đáp câu hỏi cho khán giả Lê Phương. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thường là với những cái triệu chứng của trẻ như vậy, chúng ta khi mà quan sát, thứ nhất là trẻ hay nhìn xem tivi nghiêng đầu này, nhìn chữ, khi mà trẻ bắt đầu đọc chữ thì trẻ rất là khó nhìn, phải cúi sát vào để nhìn. Hoặc là những cái trẻ mà chưa có biết nói thì trẻ hay đi hay va vấp chẳng hạn, thì đấy là một trong những cái hiện tượng mà trẻ có thể mắc các tật khúc xạ. Thì chúng ta cần phải đưa con đến những cái bệnh viện chuyên khoa mắt để khám, để xác định xem là mắt trẻ có mắc các tật khúc xạ hay không. Tuy nhiên với những trẻ nhỏ như vậy thì không thể, có những trẻ mà chưa biết chữ, chưa biết số thì chúng ta chưa có thể xác định được chính xác cái thị lực, thì chúng ta cần phải can thiệp sử dụng những cái loại thuốc nhỏ mắt, những cái loại thuốc liệt điều tiết để chúng ta xác định cái tật khúc xạ cho trẻ. Thì tôi nghĩ là với những cái hiện tượng đó thì chúng ta cần nên đưa con đi khám để xem trẻ có mắc các tật khúc xạ hay không, để chúng ta có thể can thiệp sớm. Bởi vì như tôi nói trước đó là độ tuổi 5 tuổi, đây là một cái độ tuổi vàng trong cái giai đoạn mà mắt con đang trong quá trình chính thị hóa, thì chúng ta cần phải rất là quan tâm và đặc biệt là chú ý đến những cái dấu hiệu bất thường để chúng ta đi khám. Nếu mà trong trường hợp thấy trẻ có những dấu hiệu bất thường, khám, phát hiện, chẩn đoán và can thiệp xử lý, có thể cho con đeo kính gọng hoặc can thiệp những cái biện pháp để giúp hỗ trợ hạn chế cái việc mà số của con nó tiến triển lên trong những trường hợp mà cận thị nặng chẳng hạn, thì những cái biến chứng mà chúng ta không mong muốn xảy ra, và đặc biệt là nhược thị. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Huyền. Vậy thì qua chia sẻ của chị Huyền, chúng ta có thể thấy rằng hiện tượng nháy mắt nhiều ở trẻ hoàn toàn có thể là dấu hiệu của một tật khúc xạ đúng không ạ? Và chúng ta đã gặp những tình huống là bệnh nhân chỉ bị tật khúc xạ một mắt đúng không ạ? Và bệnh nhân có thể hoàn toàn không nhận ra và không phát hiện ra, đặc biệt là trên đối tượng trẻ như chị Huyền vừa chia sẻ là các bạn ấy chưa biết chữ, các bạn ấy có thể cái phản hồi của bạn ấy chưa rõ ràng như là người lớn. Và chúng ta nếu mà không đi khám thì chúng ta hoàn toàn có thể bị bỏ lỡ những cái hiện tượng khúc xạ ở một mắt của trẻ, ví dụ như là viễn thị cao có thể dẫn đến tình trạng nhược thị như chị Huyền vừa chia sẻ. Chính vì vậy việc chúng ta phát hiện những cái triệu chứng như là nháy mắt ở trẻ này, hay là nghiêng đầu, hay là nheo mắt, hay là tiến gần lại các cái vật để chúng ta nhìn, thì chúng ta cần nhanh chóng đi đến khám tại các cơ sở chuyên khoa mắt để chúng ta có thể phát hiện kịp thời những tình trạng tật khúc xạ của trẻ, để có thể có những điều chỉnh, ví dụ như là kính gọng hay là kính áp tròng ban đêm, hay là các loại phương pháp tập để có thể điều trị ở tình trạng của trẻ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo gửi về cho hệ thống bệnh viện mắt Hitech. Đây là một câu hỏi đến từ khán giả Đặng Hà Đức. Câu hỏi này như sau, đó là: em đi khám mổ cận ở bệnh viện mình thì được chẩn đoán là giác mạc chóp và không đủ điều kiện để mổ. Vậy bác sĩ cho em hỏi là liệu mắt của em thì có đeo được kính áp tròng ban đêm hay không? Xin mời chị Huyền cùng giúp bạn Đức giải đáp câu hỏi này. Với bệnh lý giác mạc chóp là một cái bệnh lý mà giác mạc mỏng và có những cái bất thường trên giác mạc. Do đó, otocay là một cái chống chỉ định cho giác mạc chóp. Chúng ta không nên can thiệp vào một cái bệnh lý như vậy. Thì với bệnh lý giác mạc chóp, nếu trong trường hợp bệnh nhân không muốn đeo kính gọng và cái chóp này đang trong quá trình tiến triển của chóp, thì chúng ta cần phải có thể những can thiệp khác, dùng những loại kính áp tròng cứng khác chuyên dụng cho giác mạc chóp, ví dụ như kính củng mạc, kính áp tròng cứng củng mạc hoặc kính áp tròng cứng đeo ban ngày. Đấy là những cái phương pháp mà tôi nghĩ là hữu ích và sẽ giúp ích cho đôi mắt của bạn hơn là otocay. Otocay thì là chống chỉ định và sẽ không chỉ định trong cái bệnh lý này, và chúng ta có thể can thiệp bằng những cái phương pháp khác. Thì cái đó thì chúng ta cần phải đi khám để xem là chúng ta sẽ can thiệp, bởi vì chúng ta cần phải xác định xem chóp đang ở giai đoạn nào để có thể can thiệp được chính xác và sớm nhất, để cho cái chóp không bị tiến triển nặng lên. Bởi vì chóp sẽ tiến triển dần dần thì cái thị lực nó sẽ kém đi, chúng ta không mong muốn cái điều đó xảy ra.
Dạ vâng, cảm ơn chị Huyền. Vậy thì qua chia sẻ của chị Huyền, chúng ta có thể thấy rằng là với tình trạng giác mạc chóp của bạn Đức hỏi ở đây thì bạn cần được khám cụ thể để đánh giá cái giai đoạn của bạn đang tiến triển ở mức nào. Bởi vì là đối với bệnh giác mạc chóp thì chúng ta sẽ có nhiều phương pháp xử lý tùy vào giai đoạn, đúng không ạ? Ví dụ như là giai đoạn sớm thì chúng ta vẫn có thể điều chỉnh bằng kính gọng hoặc là đeo kính tiếp xúc mềm. Khi tiến triển giác mạc chóp tiến triển nặng hơn thì chúng ta cần phải sử dụng những loại kính cứng chuyên dùng cho giác mạc chóp, ví dụ như chị Huyền chia sẻ là ví dụ kính cứng thấm khí đeo ban ngày hoặc là kính củng mạc, đúng không ạ? Vâng, và sau những câu hỏi vừa rồi mà quý vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi thì xin mời chị Huyền có một vài lưu ý cũng như là một vài lời khuyên về vấn đề quản lý tật khúc xạ cũng như là kiểm soát tiến triển cận thị có thể gửi đến cho quý vị và khán giả. Xin mời chị Huyền. Qua buổi livestream ngày hôm nay thì tôi hy vọng là tôi sẽ cung cấp được những kiến thức cũng như là những biện pháp mà các quý vị có thể tham khảo để áp dụng cho trẻ trong cái mùa dịch mà đang học Zoom rất là nhiều như thế này, học online ở nhà rất là nhiều. Thì đầu tiên là hãy cho trẻ đi khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để chúng ta có thể theo dõi được tật khúc xạ cũng như là chỉnh quang tốt nhất cho trẻ. Thứ hai là hãy tạo cái môi trường làm học tập và làm việc cho trẻ tốt nhất, để cho cái môi trường đầy đủ ánh sáng và luôn luôn là cho trẻ có một cái đôi mắt nghỉ ngơi, tức là cứ 20 phút làm việc chúng ta hãy để đôi mắt của trẻ nghỉ ngơi 20 giây và nhìn ra xa 20 feet, đó chính là áp dụng quy tắc 20-20-20. Thứ ba đó chính là hãy cung cấp những cái chất dinh dưỡng, ăn những cái loại rau xanh để cung cấp những cái loại vitamin, và đặc biệt chúng ta nhấn mạnh là vitamin A để bổ sung cho đôi mắt. Thứ tư là chúng ta có thể cho trẻ đeo những cái loại kính chống ánh nắng xanh khi mà làm việc với máy tính và học tập với những cái thiết bị điện tử quá lâu, và đeo kính râm khi ra ngoài trời nắng đó. Và trong những trường hợp mà phát hiện trẻ những có tật khúc xạ hoặc những cái tiến triển của cận thị thì chúng ta hãy đến những cơ sở chuyên khoa mắt để có thể thăm khám cũng như là nắm bắt được cái tình trạng mắt của trẻ, để có thể can thiệp những cái biện pháp giúp mắt của trẻ có những cái thị lực tốt hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Huyền về những chia sẻ rất hữu ích và những lời khuyên mà tôi tin rằng sẽ giúp được rất nhiều quý vị và khán giả trong việc giữ gìn đôi mắt sáng khỏe cho chính bản thân và cũng như là người thân của chúng ta. Và xin cảm ơn chị Huyền đã tham gia chương trình ngày hôm nay để cung cấp thật nhiều thông tin hữu ích cho quý vị khán giả, và chúc chị Huyền thật nhiều sức khỏe và hy vọng là sẽ gặp lại chị Huyền trong những chương trình tiếp theo. Và tới đây chúng tôi xin phép được kết thúc chương trình livestream lần này với chủ đề quản lý tật khúc xạ và kiểm soát tiến triển cận thị. Và chúng tôi hy vọng rằng sẽ được gặp lại quý vị và khán giả trong những chương trình livestream tiếp theo vào 15 giờ chiều thứ 6 hàng tuần. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi livestream của chúng tôi. Và hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm, và chúng tôi rất cảm ơn những tình cảm quý mến mà quý vị khán giả đã dành cho chúng tôi trong suốt năm vừa qua. Và hy vọng rằng trong những thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục được đồng hành cùng quý vị để có thể cung cấp thêm thật nhiều thông tin hữu ích về chăm sóc mắt, giúp quý vị có thể giữ gìn đôi mắt sáng khỏe. Và xin cảm ơn quý vị, xin hẹn gặp lại vào 15 giờ chiều thứ 6 tuần sau.